Câu hỏi: mình thấy Bitcoin hay những đồng tiền khác đang rất hot, giá lại rất cao. Hiện tại mình có vài con laptop không dùng vào việc gì nhiều. Hỏi laptop có cài được Bitcoin hay những đồng tiền ảo khác không? Tipvlog xin trả lời bạn. Về lý thuyết thì laptop hay máy tính để bàn cũng có thể cài Bitcoin. Một số dòng điện thoại cũng có thể cài được một số loại coin mà thiết kế app để đào. Tuy nhiên việc cài Bitcoin hay các đồng tiền ảo khác bằng laptop hay máy tính để bàn sẽ không hiệu quả và lợi nhuận về mặt kinh tế. Có khi bạn đào cả tháng với laptop cũng chỉ thu được lượng một phần vạn Bitcoin, tương đương với giá trị vài USD, không đủ bỏ tiền điện lên đến vài trăm nghìn và hao phí máy. Dùng laptop để đào coin thì chỉ khoảng một năm là nát máy, cháy các màn hình, bét ổ cứng. Chính vì thế người ta mới phát triển những cỗ máy đào coin chuyên dụng, được tối ưu hóa về chạy thuật toán, cùng giá trị với một con laptop nhưng tốc độ những cỗ máy này có thể gấp cả trăm, ngàn lần. Nhưng nhiều khi dùng trâu đào coin chuyên dụng còn lỗ chổng vó nữa là cài coin bằng laptop hay máy tính để bàn.